Bruno Fernandes đã được bổ nhiệm làm đội trưởng mới của Manchester United. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã nhiều lần đeo băng đội trưởng của câu lạc bộ và Erik ten Hag đã xác nhận rằng giờ đây Bruno sẽ làm thủ quân của MU về lâu về dài. Man United ra thông báo ngắn gọn xác nhận trong chuyến du đấu trước thềm mùa giải mới tại Mỹ. Trên thực tế, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã đeo băng thủ quân của Man United từ mùa trước khi Maguire ngồi dự bị. Trong cả mùa giải trước, Bruno ra sân trong màu áo của đội chủ sân Old Trafford 45 lần. Tính riêng tại Premier League, con số này đã là 37 trận, trong khi cựu thủ quân Maguire chỉ có vỏn vẹn 9 lần. Sau khi có quyết định chính thức, huấn luyện viên Ten Hag đã thông báo quyết định này với các cầu thủ Manchester United trong một cuộc họp nội bộ tại khách sạn Delta Marriott của câu lạc bộ tại New Jersey. Lựa chọn của nhà cầm quân người Hà Lan không gây bất ngờ, bởi trong suốt mùa giải trước, Ten Hag luôn tin vào phẩm chất lãnh đạo của Bruno và tầm ảnh hưởng trong lối chơi của cầu thủ này. Ông từng nhấn mạnh rằng, dù có mang băng thủ quân hay không, thì Bruno cũng đã chứng tỏ được bản thân là một thủ lĩnh xuất sắc kể từ khi gia nhập nhà hát của những giấc mơ với giá 47 triệu euro từ Sporting Lisbon vào tháng 1 năm 2020. Xét về chuyên môn, không thể chê được Bruno. Đến nay, anh ra sân 185 trận, ghi 64 bàn thắng và có 54 đường kiến tạo. Chưa kể, tiền vệ sinh năm 1994 có lối sống vô cùng giản dị và không vướng phải những vụ lùm xùm bên lề sân cỏ. Cầu thủ người Bồ Đào Nha luôn được xem là nguồn cảm hứng cho các đồng đội cả trong lẫn ngoài sân cỏ hay trong phòng thay đồ. Ngay từ buổi tập đầu tiên, Manchester United đã cảm nhận được điều này. Bruno đến sân tập Carrington từ rất sớm, từ trước khi đội ngũ ban huấn luyện có mặt. Anh yêu cầu được gặp gỡ huấn luyện viên thể lực ngay lập tức, dù chưa có bất kỳ thành viên ban huấn luyện nào có mặt. Càng ngạc nhiên hơn khi biết, ngày hôm đó còn là sinh nhật 3 tuổi của bé Matilde, con gái đầu lòng của Bruno. Trong buổi tập đầu tiên, Bruno đã gặp riêng Aaron Wan-Bissaka để tư vấn cho đàn em cách đóng góp thêm cho hàng công từ vị trí cánh phải. Bruno cũng đã hướng dẫn Fred cách kiểm soát khu vực giữa sân và dành nhiều thời gian để hiểu người đồng đội này. Thêm một chi tiết được tờ Daily Mail kể lại. Trong trận hòa 1-1 giữa Manchester United và Everton hôm 1 tháng 3, Bruno được nhìn thấy ngồi trầm ngâm trên băng ghế dự bị trong khi các đồng đội đang chia vui với nhau sau khi có được một trận hòa trên sân khách. Thế rồi đột ngột, Bruno đứng dậy đi thẳng vào phòng thay đồ và bắt đầu lên lớp các đồng đội. Bruno nói rằng Man United nên cảm thấy khó chịu vì trận hòa này. Vâng, đó là hành động của một cầu thủ mới đến câu lạc bộ vỏn vẹn một tháng. Câu chuyện hậu trường này được Daily Mail đăng tải kèm theo bình luận. Bruno vừa làm điều mà trước đây Roy Keane đã làm. Nhưng Roy Keane là công thần ở Quỷ Đỏ, còn Bruno chỉ là một tân binh. Anh ta thật sự liều lĩnh. Cũng may là sau một thời gian tiếp xúc, các cầu thủ Man United đều hiểu sự dữ dội của Bruno. Anh được các nhân viên Quỷ Đỏ gọi là James Milner phiên bản Bồ Đào Nha. Dù gặp không ít khó khăn trong việc thích nghi với thời tiết của anh, nhưng Bruno chưa bao giờ phàn nàn một lời. Dù mới theo dõi Bruno không lâu, nhưng huyền thoại Brian Robson đã nhìn thấy tương lai trở thành thủ lĩnh của tân binh này. Tố chất thủ lĩnh trong Bruno là rất tự nhiên. Tôi hiếm khi thấy tân binh nào dám đưa ra yêu cầu cao cho các đồng đội. Khi nhìn Bruno thi đấu trên sân, tôi cảm thấy cậu ta có khả năng suy nghĩ nhanh hơn các đồng đội. Tôi nhìn thấy Bruno chỉ đạo cả đội. Cậu ta sẽ là một thủ lĩnh trong tương lai. Cho đến mùa giải trước, dù Harry Maguire trên danh nghĩa vẫn là thủ quân chính thức, nhưng tất cả đã coi Bruno là đầu tàu từ rất lâu. Sau trận thua Newcastle 0-2 hồi cuối mùa trước, có thể thấy rằng các cầu thủ đang muốn thoát khỏi sân ngay lập tức với kết quả tệ hại đó. Nhưng tiền vệ đội trưởng của Man United ở trận đấu này là Bruno Fernandes đã ra lệnh cho một số cầu thủ đi về phía cuối sân để vỗ tay cảm ơn các cổ động viên đã tới sân theo dõi. Ngoài ra, đó cũng là hành động xin lỗi người hâm mộ về màn trình diễn tệ hại vừa qua. Rõ ràng, đây là hành động chứng minh vai trò thủ lĩnh của Bruno Fernandes và cho thấy cầu thủ người Bồ Đào Nha hoàn toàn xứng đáng sở hữu tấm băng này. Đặc biệt, từ khi Ten Hag đến, ông luôn đánh giá rất cao Bruno, xem anh là hiện thân của những tiêu chí cao nhất và tham vọng vươn đến thành công mà mình đang cố gắng vun đắp cho MU. Từng hai lần được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm của MU, Bruno xứng đáng với vai trò, trọng trách mới sau khi đã ghi 64 bàn và thực hiện 54 pha kiến tạo sau 185 trận cho Quỷ Đỏ thành Manchester. Dù bạn có muốn thừa nhận hay không, thì Bruno vẫn là một thủ lĩnh xuất sắc của Manchester United. Cậu ấy không cần mang băng đội trưởng cũng đã thể hiện được cái vai trò ấy. Huấn luyện viên Ten Hag từng chia sẻ về vai trò của Bruno ở mùa trước. Nếu nói Bruno là thủ quân hoàn hảo thì chưa đúng, bởi cầu thủ này chưa thể hiện được nhiều vai trò thủ lĩnh ở các trận đấu lớn. Ở mùa bóng trước,
Anh là nhân vật gây tranh cãi nhất của Manchester United trong trận thua thảm họa 0-7 tại Anfield trước chủ nhà Liverpool vào ngày 5 tháng 3 năm 2023. Ngôn ngữ cơ thể thừa thãi, nói nhiều và nổi điên bất thường là những điều khiến Bruno bị quật cho tơi tả. Các huyền thoại của Manchester United chỉ trích anh là một cậu nhóc chưa đủ lớn, chưa đủ trưởng thành để đóng vai trò của một nhạc trưởng. Nhưng nhân vô thập toàn, bỏ qua vài vết gợn đáng tiếc thì Bruno hoàn toàn xứng đáng mang băng đội trưởng nhất tại MU lúc này. Tiền vệ người Bồ Đào Nha luôn cho thấy tinh thần chiến đấu, cống hiến hết mình và sẵn sàng đổ mồ hôi, máu và nước mắt vì MU. Hơn nữa, Ten Hag khó có thể tin vào ai khác khi ông phải so bó đũa chọn cột cờ. Về mặt chuyên môn, những Casemiro, Lisandro Martinez, Christian Eriksen và đặc biệt là Rafael Varane có thể đảm đương vai trò thủ lĩnh tại MU lúc này. Cả ba cầu thủ nói trên đều có tiếng nói quan trọng trong phòng thay đồ. Song, với khả năng tiếng Anh ấn tượng, những hiểu biết sâu sắc về câu lạc bộ, tinh thần khát khao chiến thắng, phẩm chất truyền cảm hứng, niềm đam mê trên sân cho các đồng đội và kinh nghiệm mang băng thủ quân MU từ mùa trước, Bruno rõ ràng là lựa chọn thích hợp nhất trong bối cảnh hiện tại. Vẫn có những điểm mà Bruno cần cải thiện, đó là biểu hiện khuôn mặt. Khi cả đội chơi dưới sức, người hâm mộ dễ dàng chứng kiến những khoảnh khắc nhăn nhó, thất vọng trên gương mặt của Bruno. Kể từ lúc gia nhập sân Old Trafford, tuyển thủ người Bồ Đào Nha trải qua 3 trận đấu quan trọng. Thế nhưng, từ chung kết Europa League, chung kết Carabao Cup hay mới nhất là FA Cup, anh đều tỏ ra nhạt nhòa. Chính vì vậy, bên cạnh việc chỉ trích các đồng đội thì Bruno cũng cần nghiêm khắc hơn với bản thân. Anh cần chắt chiu những đường truyền và cú sút bừa bãi cần phải được hạn chế. Khả năng qua người cũng cần được cải thiện và quan trọng nhất là bớt việc lèm bèm với trọng tài một cách quá đà. Không ai chê một thủ lĩnh đòi hỏi lợi thế cho đội bóng, nhưng cả những tình huống 10-10 mà cũng pressing trọng tài thì chỉ khiến các ông vua áo đen ác cảm với chính anh và đồng đội. Sau cùng, Bruno là lựa chọn tốt nhất của Man United. Ten Hag cũng tin rằng những thủ lĩnh không ngai nói trên cũng sẵn sàng hỗ trợ Bruno hoàn tất trọng trách của mình. Điều ngạc nhiên duy nhất là quyết định treo băng thủ quân cho cầu thủ người Bồ Đào Nha đã không được đưa ra sớm hơn. Một trong những vấn đề lớn nhất của Man United trong thời hậu Sir Alex là sự vắng bóng của một thủ lĩnh thực thụ như Eric Cantona hay Roy Keane trong quá khứ. Cũng chính vì vậy khi Bruno chính thức làm thủ quân, cổ động viên mong rằng chất quỷ có sẵn trong máu sẽ giúp chàng tiền vệ này đưa Man United trở lại ngai vàng.